Vâng, dừng lại suy nghệ, mình chào quý bà con nhé. Thì có một số anh em mới hỏi mình là cách mà mình khử mùi hôi cho con nòng già là như thế nào đấy, để cho nó hết mùi. Nhiều người bảo là mình cũng mổ xong rồi, mình làm đủ các kiểu rồi nó vẫn hôi, thậm chí là nó ám ra bàn tay mà làm mãi không sạch được cái bàn tay luôn, mùi nó còn ám ảnh. Thì giao ra cho khách thì họ bảo là về thì họ cũng phải làm rất là lâu thì nó mới có thể là ăn được đấy. Cái cách nó gọi là cái kinh nghiệm nhá, như mình làm hồi giờ thì là mình sử dụng lại cái khi mà mình bắt đầu làm bộ lòng xong rồi các bạn này, mình xé cái gan ra ấy, thì mình xé cái mật nó nằm đây này đấy, mình xé nó ra đấy, lấy nó ra mình để riêng một chỗ nha, mình không có động gì đến cái mật đấy. Còn tất cả các lòng mềm mình làm như bình thường, rửa vệ sinh như bình thường, để riêng cái mật ra một chỗ. Xong đến cái khâu cái lòng già là cái khâu mình làm sau cùng luôn đó, mình xả cứt đái đây, như đây mình có một cỗ lòng đây nhá, thì mình đã xả phân cho sạch hết rồi, mình rửa xong, rửa ngoài, rửa coi như là hết các kiểu rồi nhá, nhưng chỉ rửa bằng nước nã thôi nhá các bạn. Rửa sạch xong rồi cái mùi thối đương nhiên nó vẫn còn, với lại còn là cái khâu ninh này đấy, thì nó là cái khúc mà gọi đại tràng ấy, cái này là để nó đẩy cái này, cái hormone này đấy, nó đẩy cái cục phân ra đó, thì đương nhiên cái những cái bộ phận này là nó thối. Thì lúc này sau khi làm xong ấy, mình dùng đến cái quả gọi là cái mật của con heo đấy, lúc nãy mình đã để riêng rồi đấy, mình xé nó ra đó, mình xé ra và mình xịt cái nước nó vào đây, rồi là mình trộn đều lên đó, mình trộn đều nhào 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 đều lên, rồi mình cứ ngâm này được một lúc cỡ chừng khoảng phút 2 phút là ok rồi ha. Thì là mình cứ để riêng một chỗ đây, như mình này cũng vừa mới ngâm xong này các bạn, thì mình để riêng một chỗ xong rồi mình đi mình dọn dẹp các cái đống gọi là năng nhăng năng nhăng nhăng bầy hầy này, mình vừa mới gọi xả ra đây, thì những cái lòng thừa, những cái phổi phiếc gọi là khách khứa hoặc không lấy thì mới lại các cái gọi là cái loại thải ra đấy, thì mình dọn mình lấu cho chó nó ăn ha. Thì xong khi dọn xong cái linh tinh này rồi đó, thì mình cái khâu sau cùng nữa là mình rửa lại cái này là bằng nước nã. Đấy, mình rửa bằng nước nã như mình này, mình chỉ cần bóp bóp cái này thôi nhé, bàn tay mình đang có mùi phân, mình bóp bóp cái này thôi là cái mật nó ngấm vào, thì là mình rửa lại bàn tay bằng nước nã là đã không ngửi thấy mùi phân nữa rồi, ở trên bàn tay mình không ngửi thấy cái mùi, nó chỉ còn mùi heo thôi đấy, chứ nó không có mùi phân heo nhé các bạn. Thì lát nữa là cái lòng già này này ngửi không còn mùi hôi nữa đâu nhá, nó nói chung vẫn hôi. Về nhà mà khách nào người ta mà kỹ tính ấy, người ta vẫn phải là gọi là ngâm rượu, ngâm gừng rồi là đủ hết các kiểu người ta mới dám ăn. Thế nhưng mà như mình ấy, thì mình cứ thế này, mình chỉ cần rửa nước lã, mình nhồi lòng, mình ăn thoải mái thôi các bạn ạ. Mình thấy nó cũng ngon. Còn lại cái mùi thì nói thật là theo khẩu vị, mỗi người theo gọi là có một cái khẩu vị nó khác nhau. Có người phải thối thối một tí mới gọi là ăn cái lòng già, còn có người thì một tí mùi thôi là họ gọi là không chịu được rồi. Nhưng mà nói thật nhé, tất cả các khách hàng xem video của mình thì cũng có thể gọi là mình làm video không phải chia sẻ cho độc anh em giết mổ, mà khách hàng của mình cũng xem được thôi. Thì cái lòng già này này nó là cái bọc đựng phân, cả cái cuộc đời của cái lòng già này từ lúc sinh ra cho đến lúc bị giết thịt thì là nó chuyên chứa phân, nó hôi phân là cái mùi đương nhiên. Mình chỉ làm giảm hết sức thôi, chứ không giảm nhiều nhất có thể thôi, chứ không phải là mình khử được 100% đâu nhá. Mình khử 100% chỉ dùng hóa chất thôi, còn lại những cái chất mà làm át mùi đi, ví dụ như mà bạn dùng giấm hay dùng rượu, nhiều người dùng đủ các kiểu đấy đấy, thì nó chỉ là dùng cái mùi khác để nó át đi thôi. Thế còn như mình ấy, thì mình thấy cái chất hiệu quả nhất đó là cái mà nó gọi là an toàn về sinh học ấy, thì nó là chính là cái gọi là cái mật của con heo này đấy. Cứ mổ con nào làm lòng con nào thì dùng lại đúng cái mật của con đấy thì là nó gọi là nó vừa đủ luôn để nó khử mùi. Thì mình làm sơ sơ, mình không nên ngâm lâu quá nhé, 10-15 phút thì gì cả, mình chỉ cần ngâm 2-3 phút thì ok rồi ha. Đủ cái thời gian để mình dọn hết cái đống bầy hầy kia, sau này mình xả lòng, mình xả cái lòng già này lại với nước sạch, thế là ok. Thì nội dung video mình xin dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video sau nha. Anh chị em nào xem video thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.